Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài tại miền Trung trong những ngày qua khiến lượng nước tích lũy trong đất đã gần bão hòa, nguy cơ sạt lở càng cao. Việc ứng phó với sạt lở đất đá vẫn là một thách thức lớn của chính quyền và các lực lượng trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị. Riêng huyện Đắk Rông có 11 xã nằm trong khu vực có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của sạt lở đất. Nhà chị Hồ Thị Hơn ở xã A Vao, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, cách điểm sạt lở không xa. Chị và các con luôn trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Nhà hàng đêm đi không ngủ được vì sợ sạt lở. Mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở với khối lượng hơn 330 mét khối đất đá trên các tuyến đường vào trung tâm các xã, đường nối thôn. Chính quyền địa phương, các lực lượng đã kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời bố trí lực lượng trên các chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại qua các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, sẵn sàng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông. Đơn vị chúng tôi đã triển khai cán bộ về với địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền, vận động, giúp đỡ bà con nhân dân, làm tốt công tác ứng phó, đặc biệt là các hộ gia đình neo đơn, có điều kiện khó khăn. Các cái khu vực, các cái địa điểm mà có nguy cơ sạt lở, sụt lún và dễ xảy ra cái việc là lũ quét. Đồng thời thì đơn vị chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch tổ chức một cái đội cơ động sẵn sàng phối hợp với công an, dân quân xã tổ chức chốt chặn các cái vị trí là xảy ra là ngập lụt ở các cái vị trí đập tràn hoặc là sạt lở. Các cái điểm mà có nguy cơ sạt lở cao thì xã cũng đã có các cái phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, các cái cơ sở để cho bà con trú ẩn cũng như là lương thực thực phẩm khi bà con đến trú ẩn, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, đồng thời không để tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đói rét do ảnh hưởng của bão lũ. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và chủ động lên phương án sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Thời gian qua có rất nhiều cuộc chạy bộ được tổ chức về đêm ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân quanh khu vực. Và sau nhiều phản ánh của người dân, quận Hoàn Kiếm đã có kiến nghị không tổ chức các giải chạy vào đêm không gian này. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mới có văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bố trí, sắp xếp các hoạt động trên không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hạn chế các hoạt động có tổ chức gian hàng không phù hợp tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Đồng thời không tổ chức các giải chạy vào đêm để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ảnh hưởng nhiều đến giao thông và cuộc sống của người dân. Thưa quý vị, nằm ở phía tây bắc Tổ quốc, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái được ví như vịnh Hạ Long trên núi với nhiều đảo xanh lớn nhỏ. Và một trong những hoạt động được nhiều người ngóng chờ thời điểm này đó là ngày hội khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà sẽ được tỉnh Yên Bái tổ chức từ ngày 10 tháng 11 tới. Cụ thể từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11, ngày hội khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà và sản vật bưởi Đại Minh năm 2023 sẽ được tổ chức tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ngoài chương trình khai mạc diễn ra vào 19 giờ ngày 11 tháng 11 tại quảng trường nhà văn hóa trung tâm huyện Yên Bình, ngày hội còn có nhiều hoạt động phong phú sôi nổi, thu hút du khách như hội chợ quê với khoảng 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc sản chủ lực, đặc trưng của các địa phương, gian hàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, triển lãm ảnh nghệ thuật sắc màu Yên Bình, hội thảo giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Tày vùng hồ Thác Bà. Hồ Thác Bà là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Hồ Thác Bà được hình thành từ khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất năm 1970, chặn dòng sông chảy, nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái. Hồ Thác Bà có những đảo xanh lớn nhỏ xoay bóng dưới mặt nước, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi. Chính sự kỳ bí ấy tạo cho Thác Bà một vẻ đẹp lung linh huyền ảo nhưng lại rất hữu tình. Thưa quý vị, bên cạnh những điểm du lịch nổi tiếng như Đồng Văn, Hoàng Su Phì hay Mèo Vạc, thì khi nhắc tới Hà Giang, nhiều du khách còn ấn tượng bởi cảnh sắc mảnh đất phía tây của tỉnh, đó là huyện Xín Mần. Thiên nhiên tươi đẹp, yên bình và hùng vĩ của núi rừng nơi đây, cộng với những nét đặc sắc về văn hóa các tộc người, tạo nên tiềm năng du lịch độc đáo của địa phương.
những năm gần đây huyện Xín Mần cũng đã quan tâm đầu tư và chú trọng đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch. Đằng sau vẻ yên bình vốn có, những người dân Xín Mần vốn xưa nay chỉ biết đến trồng lúa, trồng rau, giờ cũng bắt đầu quen với một công việc mới, làm du lịch cộng đồng. Gia đình ông Hoàng Đức Thổ là một trong những gia đình như vậy. Tuổi đã cao, chẳng còn đi nương, đi dẫy. Nhưng mấy năm nay, ông bà có thêm nguồn thu từ việc đầu tư cải tạo ngôi nhà của mình thành một homestay phục vụ khách lưu trú. Khi có cái chủ trương, thì có cái chương trình của nhà nước là quan tâm là làm cái du lịch cộng đồng này. Thì tôi và gia đình cũng có đăng ký làm cái du lịch cộng đồng này. Không có nghề nào để có thu nhập hơn bằng cái nghề này. Theo tôi và gia đình thì tôi nhận thấy nó như thế. Xã Khuôn Lùng những năm gần đây trở thành một trong những điểm du lịch homestay ưa thích của nhiều du khách khi đến với Xín Mần. Nếp nhà quen thuộc của đồng bào trở thành điểm đón khách dừng chân. Những hình ảnh thân quen mà bình dị sau những liếp rào lại trở thành những thứ hấp dẫn và níu chân khách du lịch. Em rất là thích thời gian luôn, nói chung là thích con người ở đây, rồi thích phong cảnh ở đây nữa. Nói chung mọi thứ đều nói chung là rất là yên bình đó anh. Rồi con người thì nói chung là người ta rất là thật thà luôn. Nên em mới quay lại rồi em mới đi, em xem trên TikTok em thấy cái chỗ này á, ấn tượng giống như chi như Thụy Sĩ của Việt Nam á, nên em mới quay đến đây. Đặc biệt, du lịch nông nghiệp trong mấy năm gần đây được nhiều du khách lựa chọn, các mô hình du lịch cộng đồng làm nông nghiệp cũng là một trong những định hướng phát triển mũi nhọn của huyện Xín Mần. Chúng tôi đã xây dựng cái chuỗi liên kết thành các cái khu sản xuất tập trung để tạo ra cái người dân nó vừa đảm bảo về sản xuất nhưng cũng là tạo cái trải nghiệm cho người dân, cho khách du lịch trong cái vấn đề về tham gia các cái trải nghiệm trong cái sản xuất nông nghiệp. Và hiện nay cũng đã hình thành một số các cái vườn cây ăn quả, một số cái mô hình phát triển chăn nuôi mà du khách được đến hoặc là chăn nuôi cá. Khách đến được trải nghiệm đánh giá rất cao và họ rất thích thú trong vấn đề tức là lấy nông nghiệp để mà tác động để thu hút khách du lịch. Để phát huy hơn những tiềm năng du lịch, huyện Xín Mần đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, chương trình dự án của trung ương, của tỉnh, huy động các nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh để đầu tư, xây dựng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại các điểm du lịch gắn với bảo tồn, khôi phục các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các đề tài, các chương trình dự án nghiên cứu về các dân tộc, về văn hóa và bảo tồn văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.